Chiều nay triều cường tại Cần Thơ dẫn trên báo động 3. Dự báo trong 2 ngày tới triều cường sẽ xuống chậm, đỉnh triều tại Cần Thơ dẫn trên báo động 3. Hai đỉnh triều trong ngày sẽ vào khoảng 6 giờ sáng và 5 giờ 30 chiều. Tình trạng ngập úng tiếp tục xảy ra tại những tuyến đường trũng thấp. Trước diễn biến phức tạp của triều cường, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết, kể từ ngày mai 14 tháng 10 đến hết ngày 15 tháng 10, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và nhu cầu của phụ huynh học sinh, thủ trưởng các cơ sở giáo dục linh hoạt lựa chọn hình thức dạy học phù hợp, có thể là trực tuyến, có thể hướng dẫn học tập tại nhà, hoặc cũng có thể là dạy học trực tiếp. Mục tiêu là làm sao đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên. Hiện có rất nhiều trường đã cho học sinh tiếp tục học trực tuyến tại nhà từ ngày 14 tháng 10 cho đến khi có thông báo mới. Còn tại Vĩnh Long thì triều cường dâng cao đã gây ngập nhiều tuyến giao thông. Việc đi lại của bà con gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong giờ cao điểm. Lực lượng công an tỉnh này đã nỗ lực giúp người dân đi qua những đoạn nước sâu một cách an toàn. Vào tối ngày 12 tháng 10 thì tuyến quốc lộ 53 đoạn thuộc xã Long An, huyện Long Hồ đã bị ngập rất là sâu. Những chiếc xe tải chuyên dụng của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Vĩnh Long cùng với cảnh sát cơ động và công an huyện Long Hồ đã chuyển phương tiện và đưa người dân qua đoạn ngập sâu. Hành động này thể hiện tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an.